Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói: Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mòn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, đặc biệt kính chào chúng con thiếu nhi. Cách riêng các em chuẩn bị được lãnh nhận bí tích thêm sức trong thánh lễ hôm nay. Chúng con biết là khi được thêm sức thì chúng con lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, phải không? Trong số 7 ơn Chúa Thánh Thần thì có cái ơn gì để làm cho chúng con trí tuệ chúng con nhanh nhẹn, sáng sủa hơn? Ơn gì? Rồi, con. Thưa Cha, là ơn thông minh ạ. Rồi, ơn thông minh, cảm ơn con. Maria Lee, cho bạn gái của mình chẳng pháo tay cơ nào con, chúng con. Đấy, sẽ lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, cho nên giờ chưa có thông minh lắm, nhưng mà Cha nghĩ chúng con cũng đã thông minh sẵn rồi. Thì Cha thử xem chúng con có thông minh không nhá. Cha hỏi liên quan đến các bài đọc thôi, vừa mới nghe xong xem mình có còn nhớ không, xem mình thông minh như thế nào. Cái câu đầu tiên trong bài tin mừng Cha Phó vừa mới đọc đó, nói Chúa Giêsu làm sao, nói về Chúa Giêsu làm sao, nhớ không? Được Chúa, được thần khí hay là được Chúa Thánh Thần làm sao? Không nhớ. Vậy là tại vì chưa lãnh ơn Chúa Thánh Thần cho nên chưa thông minh. Được Chúa Thánh Thần tác động. Hay là có bản dịch khác thì là khi ấy Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần. Còn bản dịch cũ mà Cha Phó mới đọc, được Chúa Thánh Thần tác động. Mà trong tin mừng thì nhiều chỗ nói về Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần tác động hay là thúc đẩy. Ví dụ có chỗ nói là được Chúa Thánh Thần thúc đẩy cho nên Chúa Giêsu vào trong sa mạc để ăn chay cầu nguyện bao nhiêu đêm ngày? 40 đêm ngày. Trước khi bắt đầu khởi đầu sứ vụ của Chúa Giêsu cũng được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, được Chúa Thánh Thần tác động. Cho chúng ta thấy cái vai trò của Chúa Thánh Thần luôn hiệp thông trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Thế ngày hôm nay là chúng còn chuẩn bị lãnh nhận bí tích thêm sức, chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Thần, đúng không? Cho nên khi đón nhận Chúa Thánh Thần rồi thì Chúa Thánh Thần cũng sẽ ở cùng các con, luôn đồng hành, luôn tác động, luôn thúc đẩy để chúng con sống cho đẹp lòng Chúa. Đấy. Trong bài đáp ca hôm nay, cái câu đáp ca chúng ta hát cái câu gì con nhớ không? Đâu rồi, bạn hát Mắt Ta Giang, và con vừa hát câu sướng đáp ca, cái câu đáp là câu gì con nhớ không? Vừa mới hát xong quên rồi. Chỉ hát câu riêng thôi, tại không hát câu đáp. Cho nên là các bạn này hát câu đáp. Câu đáp ca hôm nay là gì? Xin sai Thánh Thần Chúa đến. Đâu còn nói cả. Xin cho Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này. Rồi, xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt đất này.
Cho nên khi có Chúa Thánh Thần ở trong tâm hồn, trong cuộc đời chúng con đó, Chúa Thánh Thần cũng sẽ biến đổi chúng con. Không phải Chúa Thánh Thần chỉ đổi mới mặt đất thôi, mặt đất mà là toàn thể địa cầu này, trong đó có con người, có muôn loài, muôn vật. Nên Chúa Thánh Thần sẽ đổi mới tâm hồn, cuộc đời chúng con để trở nên những người, những con người mới. Con người mới theo nghĩa nào? Bài đọc lúc nãy con đọc bài đọc 2 phải không? Trong Đức Kitô anh em được. Cha là được đóng ấn Thánh Thần ạ. Đúng rồi, đóng ấn Thánh Thần đấy. Bạn mình nhỏ xíu vậy mà thông minh này. Một tràng pháo tay nữa cho bạn gái của mình con ạ. Đấy, trong Đức Kitô chúng ta được đóng ấn Thánh Thần. Rồi chỗ khác thì Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma hay là Galata, Thánh Phaolô nói là chính Thánh Thần, không vì đóng ấn Thánh Thần là để ấn đó là thôi, mà Chúa Thánh Thần đóng ấn trên trán này này. Và Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử. Nghĩa tử là gì chúng con? Nghĩa tử nghĩa là làm cho chúng ta trở nên con cái của ai? Của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa. Và nhờ Chúa Thánh Thần chúng ta mới có thể thưa với Thiên Chúa. Abba. Abba là gì? Abba, Cha ơi. Đấy, cho nên là Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta để giúp chúng ta sống cái ơn gọi làm con cái của Thiên Chúa. Sống tốt hơn khi chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng con đã được làm con cái Thiên Chúa rồi. Nhưng mà bây giờ nhờ Chúa Thánh Thần này, giúp chúng ta đi sâu vào cái mối tương quan với Thiên Chúa, để dám gọi Thiên Chúa là Cha, giống như người con luôn luôn gần gũi tâm sự thân thưa với Chúa Cha. Chúng con có bao giờ gần tâm sự thân thưa với Thiên Chúa không? Có không? Lúc nào? Thưa Cha, là con cầu nguyện đó. Đấy, lúc chúng con cầu nguyện là mình thưa với Cha của mình chứ gì nữa. Lạy Chúa, con muốn thế này, Cha ơi, con muốn thế này thế kia. Đấy, cầu nguyện là tâm sự với Chúa. Chân trong bài đọc tin mừng đấy, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần tác động, Ngài mới làm gì? Ngài mới nói với Chúa Cha làm sao? Trong bài tin mừng: con cảm tạ Cha, Cha đã không mặc khải cho những người thông thái mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Là Chúa Giêsu đang trò chuyện, đang cầu nguyện với Chúa Cha chứ gì nữa. Đấy, cho nên là trong tin mừng chúng con thấy Chúa Giêsu luôn dành thời giờ để trò chuyện, để gặp gỡ, để thân thưa với Cha. Cho nên giờ chúng con được đầy Chúa Thánh Thần, được đóng ấn Chúa Thánh Thần, chúng con cũng phải trở nên nghĩa tử, là một người con đẹp lòng Thiên Chúa. Cho nên trước hết muốn đẹp lòng Thiên Chúa, mình phải luôn luôn gần gũi với Cha của mình, thường xuyên tâm sự trò chuyện với Cha của mình bằng việc cầu nguyện nha. Cầu nguyện không chỉ đơn giản là đọc kinh thôi, mà bất cứ có mình có vấn đề gì, mình có câu chuyện gì, mình kể với Cha của mình. Giống như chúng con đi học ở trường về, chúng con kể với ba với mẹ, bây giờ chúng con thưa với Chúa, đó là cầu nguyện. Và càng chúng con càng trò chuyện nhiều với Chúa thì lúc đó cái tình cha con của chúng ta đối với Thiên Chúa sẽ càng chặt chẽ hơn, càng vững chắc hơn. Rồi điểm thứ hai, khi được đầy ơn Chúa Thánh Thần, được ơn làm nghĩa tử, ngoài cái việc trò chuyện thân thưa với Chúa qua cầu nguyện, chúng ta cần phải làm gì nữa? Trong bài tin mừng kể đến Chúa Giêsu nói làm sao? Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi. Trên cái đoạn đầu Chúa Giêsu thưa với Cha, con cảm tạ Cha vì thế này vì thế kia. Xong cái đoạn thứ hai thì Chúa lại nói với mọi người, nói với mọi người đang nghe Ngài: Cha tôi đã trao phó mọi sự cho tôi, không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha.
Không ai biết Chúa Cha là ai trừ người Con và những kẻ mà người Con mặc khải cho. Khi nói như vậy là có nghĩa là Chúa Giêsu đang loan báo Thiên Chúa, đang giới thiệu Chúa Cha cho mọi người, đúng không? Đang mặc khải mầu nhiệm nước trời, mầu nhiệm Thiên Chúa cho người khác. Hay nói cách khác là Giêsu đang loan báo tin mừng cho những người đang nghe Ngài. Cho nên giờ để trở nên con cái của Chúa Cha, người con yêu của Chúa Cha, chúng ta cũng phải bắt chước Chúa Giêsu, cũng phải giới thiệu Thiên Chúa Cha của mình cho người khác, cho bạn bè chung quanh. Chúng con đi học ở trường này, rồi ở trong khu xóm của mình cũng có những bạn chưa biết Chúa. Bây giờ mình giới thiệu Cha của mình, giới thiệu Thiên Chúa cho người khác, giống như Chúa Giêsu vậy. Nhưng mà giới thiệu bằng cách nào? Rồi trong bài đọc một, rồi con đọc bài đọc một không? Thần khí Chúa ngự trên tôi, ngày sai tôi làm giáo. Để chỉ đọc thôi mà không biết là đọc cái gì. Thời gian qua ở trong giáo phận, được Tổng Giám Mục cũng đã khuyến khích việc đọc lời Chúa. Đấy, cho nên chúng ta phải biết đọc lời Chúa để làm gì, xem lời đó nói cái gì, rồi quan trọng là áp dụng cái lời đó, lời Chúa nói vào trong cuộc sống của chúng ta. Đó mới là đọc lời Chúa đúng nghĩa. Còn chúng ta chỉ đọc thôi mà sau đó không biết mình đọc cái gì nữa thì chưa phải là đọc. Đọc, suy và thực hành lời Chúa. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Ngài sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo, an ủi những người sầu khổ, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa cho mọi người. Đấy, cho nên loan báo tin mừng, giới thiệu cho Thiên Chúa cho người khác, là chúng ta phải biết quan tâm đến mọi người, và trong đó có những người nghèo, những người bất hạnh, những người khổ đau. Ở trong quanh chúng con có nhiều người bất hạnh khổ đau không? Đầy, đúng không? Đấy, có rất là nhiều người. Trong nhà con có ai bất hạnh khổ đau không? Cũng có. Ngay trong nhà mình có khi là chẳng phải đi đâu xa. Nếu mà trong gia đình không có hòa thuận, bố mẹ không có thương yêu nhau, con cái không thảo hiếu với bố mẹ, chắc chắn sẽ làm đau lòng người khác. Cho nên là cũng đau khổ, cũng không có hạnh phúc vậy. Cho nên loan báo tin mừng cho người nghèo, an ủi những người đau khổ, là mình phải yêu thương mọi người, sẵn sàng phục vụ những người cần đến chúng ta, những người bất hạnh chung quanh chúng ta, đem lại cho người ta, cho anh chị em chúng ta, những người chung quanh chúng ta sự bình an này, hạnh phúc này. Chúng con làm cho người khác cười là loan báo tin mừng chưa? Kể chuyện vui, kể chuyện hài mà cho người ta cười thì chưa phải loan báo tin mừng. Nhưng mà chúng ta phục vụ, yêu thương, chia sẻ, làm cho người ta vui, người ta cười, lúc đó là đang loan báo tin mừng rồi. Bởi vì chính chúng con giới thiệu, chúng con yêu thương người ta, là chúng con đang giới thiệu cho họ cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho họ. Đấy. Kính thưa quý bà anh chị em, chúng con thiếu nhi thân mến, lời Chúa ngày hôm nay nhắc nhở cho chúng ta, qua bí tích rửa tội chúng ta đã được đón nhận Chúa Thánh Thần rồi, nhưng mà qua bí tích thêm sức chúng ta sẽ được trao ban Chúa Thánh Thần một cách trọn vẹn, một cách tràn đầy, để chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta sống cái ơn gọi làm con cái của Thiên Chúa một cách trọn vẹn. Chính Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi để chúng ta trở nên giống Chúa Kitô hơn. Mà giống Chúa Kitô thì chúng ta được mời gọi tiếp nối sứ vụ cứu thế của Chúa bằng cách loan báo tin mừng, loan báo ơn cứu độ, trở nên dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa ngay trong cuộc sống của chúng ta, giữa xã hội ngày hôm nay. Chúng ta cùng dành ít phút
Đặc biệt chúng con thiếu nhi, chúng con dành ít phút thinh lặng để chuẩn bị tâm hồn của mình sẵn sàng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần. Để rồi với ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta, cuộc sống của chúng ta luôn tràn đầy niềm vui, và xin Chúa giúp chúng ta luôn biết lắng nghe và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần như gương Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa nghe.